Mái ấm hoa hồng nhận hàng chục tỷ tiền từ thiện nhưng các cháu ốm không được đi viện, tã sữa ủng hộ đem đi bán. Cư dân mạng đòi sao kê tài khoản của bà chủ Giáp Thị Sông Hương. Sau khi sự thật tàn khốc phía sau mái ấm hoa hồng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh được vén màn, chị PHI, một bảo mẫu từng làm việc tại đây bức xúc tiết lộ thêm. Có nhiều lần chị trực tiếp nói với chủ cơ sở này là bà Giáp Thị Sông Hương rằng hãy chờ các cháu bị bệnh đi viện, nhưng rồi lại toàn ở nhà uống thuốc tự phát. Chị y cho hay tã xịn, sữa xịn, thực phẩm chức năng, nhiều nhà hảo tâm cho không thiếu một thứ gì, nhưng chủ cơ sở này vẫn thường xuyên lên mạng than thở thiếu đủ thứ rồi đem bán. Còn các cháu chỉ được dùng tã không có nhãn hiệu. Được biết, bà Giáp Thị Sông Hương còn có riêng một cửa hàng tạp hóa có tên ở gần mái ấm hoa hồng chuyên bán tã, sữa, bình sữa. Bảo vệ ở mái ấm hoa hồng cũng thường xuyên đăng bài cung cấp xỉ sữa, tã số lượng lớn và giá rẻ cho các cửa hàng. Người bảo vệ này chia sẻ nguồn hàng được mua lại từ bà Hương. Trước những thông tin trên, rất nhiều người từng đóng góp cho mái ấm hoa hồng cảm thấy bản thân đã bị lợi dụng, lừa dối. Họ cho rằng công an cần sao kê tài khoản ngân hàng nhận từ thiện để đòi lại công bằng cho các em và cả những nhà hảo tâm đã góp tiền. Theo thông tin từ VTC News, bà Hương nói rằng giữa năm 2022 bản thân mới bắt đầu nhận tiền quyên góp, nhưng chỉ riêng trong khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đến gần hết năm 2022, tổng số tiền được gửi về tài khoản nhận từ thiện của Hương đã lên tới gần 10 tỷ đồng. Vụ việc sẽ tiếp tục được kênh 7 News cập nhật trong thời gian tới. Rồi ok, câu chuyện quá là khủng khiếp mấy anh mấy chị ơi. Đó, thì theo như Sơn Sàm mà đưa ra cái quan điểm cá nhân của mình đó là cơ quan chức năng cần phải điều tra có cả một cái đường dây nha quý vị. Này là có còn một đường dây ekip luôn nha. Đó, nó hoạt động trơn tru như một cái bộ máy. Và cái chiêu thức thì quý vị biết rồi. Đó, nhiều thứ nó nham hiểm lắm. Đó. Thì mở một cái tiệm tạp hóa kế bên cái máy ấm này. Đó, cái máy ấm hoa hồng này. Đó thì cứ những cái sữa sùng rồi những cái đồ ăn đồ uống bánh trái đồ các kiểu ha, cứ tuồn qua tuồn lại vậy đó. Đó, nó cứ đem qua bên đây cho các bé chụp hình cái rồi đem qua bên đây lại là bán tiếp, bán đi bán lại, nó chạy qua chạy vòng vậy đó quý vị. Đó, tới khi nào cái nào mà nó gần hết đát hoặc mấy cái đồ dởm dởm á thì mới đưa cho mấy bé được ăn ha. Đó thì khi đi bệnh viện thì cũng không có đi bệnh viện đâu, thuốc cũng không có uống mà. Đó, tận cùng cái sự tàn độc. Ở đây nó có một cái vấn đề nữa là quý vị biết không? Nó khi mà bà này bà đánh mấy đứa nhỏ này, đánh mà đánh ớn rồi quý vị. Đó, nghĩa là đánh mà đánh mỏi tay rồi đó. Là bắt đầu là dạy cho mấy đứa lớn đánh mấy đứa nhỏ nha. Đó, tận cùng cái sự khốn nạn. Báo Thanh Niên đã làm cái phóng sự cũng như là có những cái cuộc điện thoại cũng như là có những cái phỏng vấn mấy đứa trẻ lớn ở trong đây đó quý vị. Đó, lấy đứa dạy mấy đứa lớn đánh mấy đứa bé. Đó, kinh khủng lắm quý vị. Đánh mỏi tay rồi đánh mệt rồi đó, đánh nổi nữa ha. Đó, cứ nó đánh mạnh đi mày đánh cho nó phun máu ra rồi các kiểu, đánh cho nó sợ rồi đó các kiểu, quá khủng khiếp đó. Còn một vấn đề mà cộng đồng mạng đang đặt ra đó, cái vấn đề này tôi nghe tôi nổi da gà luôn quý vị, tôi nổi da gà mà tôi không dám nghĩ tới luôn đó. Có nghĩa là gì? Người ta nói là cái máy ấm này hoạt động 20-30 năm đây rồi, 30 năm rồi. À, 20-30 năm bà này bà đã từng làm cái nghề này đó. Thì vậy thì những đứa trẻ mà bây giờ 20-30 tuổi nữa đâu, đúng không? Ví dụ như làm mà 20 năm, 25 năm, 30 năm đi đó, thì những cái đứa trẻ mà nó lớn lên bây giờ nó 20-30 tuổi thì ở đâu? Đó, đứa nào mà xuất thân từ những cái máy ấm này đó, lên tiếng giùm cái đi đó, để cho cộng đồng mạng người ta biết được tương lai của những đứa trẻ ở đây nó lớn lên nó sẽ như thế nào đó. Đó, bây giờ mạng xã hội người ta đặt ra những câu hỏi mà bây giờ mình không dám nghĩ đến luôn. Có nghĩa là gì? Đó, mấy trăm đứa mà nó còn có mấy chục đứa à, mà đứa trẻ không bao giờ lớn, lúc nào đến cũng thấy toàn trẻ em không à, rồi những đứa lớn nó đi đâu à, tôi không dám nghĩ tới nha quý vị. À, nhiều đứa nó nói là nhiều cái bình luận ở trên mạng nó kinh khủng lắm, nói là cái này cái kia nó úi da 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 à, tôi lại liên tưởng đến cái hầm cá tra, hầm cá trê của tỉnh Thất Bồng Lai quý vị. Cái hầm cá tra của tỉnh Thất Bồng Lai nha. Hoặc là người ta nói là ba vấn đề gì nội tạng nội tiết rồi. Ôi thôi tôi không dám nghĩ đến, tôi không dám nghĩ đến nha. Đó, nhưng mà cái này á thì cũng hy vọng là cơ quan chức năng phải làm cho sáng tỏ nha. Đó, chứ không là bây giờ chết nó ra một cái loại tội phạm mới đó quý vị, mà tội phạm này là được người ta tung hô như là Phật sống luôn à, như là một người là từ bi rồi này nào các kiểu. Đó, đó, cái tội phạm này kinh khủng hơn, nó mang rợ lắm. Và đặc biệt là người ta cũng yêu cầu là sao kê tài khoản của bà này. Đó, mới sơ không là trong cái 2020-21 2 năm thôi đã là 10 tỷ rồi. Đó, tiền chuyển khoản nha. À, còn tôi nói quý vị, những mạnh thường quân họ đến á, họ đem sữa sùng những cái đồ này kia vô, hoặc là họ cho tiền mà tiền mặt thì cũng không kiểm soát được, đúng không?
nếu mà họ đưa tiền mặt thì cũng không biết được đó. Còn riêng cái tiền trong tài khoản là hơn 10 tỷ rồi. Quá kinh khủng quý vị. Thì đây cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho những cái máy ấm khác. Thì hôm qua đến giờ trong Facebook cũng như là TikTok có rất là nhiều người họ đưa ra những cái máy ấm khác đó, cũng cái dạng dạng giống vậy đó. Thì nghe cái vụ máy ấm hoa hồng này là bắt đầu là cũng gửi mấy đứa, chở mấy đứa trẻ đâu mất tiêu, nghĩa là bứt dây động rừng đó quý vị, nghe nhột đó, nghe bị động rồi đó. Thấy chưa, tôi cũng nghe đồn là có một máy ấm nào ở Bình Thạnh, Bình Thiết hoặc là hai ba cái máy ấm nào khác đó, thì nghe bể cái vụ máy ấm hoa hồng này là bắt đầu bên đó là đóng cửa, là di chuyển các bé tẩu tán hết trơn các cái dấu vết đồ các kiểu nha. Đó thì cái này là cơ quan chức năng là phải làm việc rà soát lại tất cả các cái cơ sở đó. Cảm ơn là báo Thanh Niên đã phanh phui ra một cái vụ việc chấn động ha. Đó, thì tôi nói quý vị rồi, hỏi là tại sao mà mấy nay không biết vậy mà phải để tới 2-3 tháng rồi làm cái gì, phải có chứng cứ quý vị. Đó, báo Thanh Niên phải nói là cực kỳ ha. Đó, trước khi mà họ vô họ muốn đánh úp một cái cơ sở này là họ phải giả làm mạnh thường quân nè, nó phải vô nè, phải tiếp cận nè, thậm chí là cài camera trong đó nha, để họ biết là ban đêm ở đây như thế nào, cuộc sống thực sự như thế nào. Chứ ban ngày mạnh thường quân tới thì giả vờ yêu thương ôm hôn các kiểu nhẹ nhàng lắm, như từ mẫu, nó như Phật bà Phật sống. Chỉ cần mà khách mạnh thường quân họ đi về một cái là màn đêm buông xuống là trời ơi kính thưa các loại. Cho nên họ phải cài camera giấu kính ở trong đó họ mới biết, đúng không? Họ phải mấy tháng trời phải thu thập hết tất cả những video clip thì mới nọc đầu mấy con mẹ này ra được, mới ghép nó vô tội được, đúng không? Giống như là cái vụ mà báo Thanh Niên đã làm ở cái mấy cái thằng mà rải đinh đồ ở dưới quốc lộ 1A cầu vượt sóng thần đó quý vị ha. Họ phải đột nhập, họ phải giả làm người sửa xe, họ phải đặt camera giấu kính, họ quay họ coi nó rạch lốp xe như thế nào, nó phá xe người ta như thế nào thì mới khởi tố vụ án được ha, có bằng chứng hết. Chứ không phải như là cái vụ bà Đậu Thanh Tâm, bà tố bệnh viện ca ở ngoài Hà Nội là nhận tiền kẹp kẹp của bệnh nhân, các bác sĩ này nọ là tiền bạc đồ các kiểu, nhưng mà tới lúc mà bệnh nhân lên tiếng là có, nhưng mà bây giờ không có bằng chứng cũng chết, không có bằng chứng là cũng thua đó, phải có bằng chứng. Chính vì vậy mà cái này là báo Thanh Niên là tôi nói là tôi vỗ tay đó, điểm 10 không có nhưng 10 điểm đó, phải có những cái kỳ án, phải có những cái cuộc điều tra như thế. Chứ không là cứ đóng cửa trong đó làm sao mà biết được quý vị ha. Quá kinh khủng. Rồi bây giờ nó quý vị thấy vậy là nó quá tinh vi rồi. Mạnh thường quân họ rất là bức xúc, tại vì họ cảm thấy bị lừa dối, bị gạt, và đặc biệt là phẫn nộ về cái sự tàn độc của mấy cái bảo mẫu này. Phải cho một cái mức án cao nhất. Phải cảnh tỉnh tụi nó. Chứ bây giờ cứ vô cái phạt tù nửa năm, năm rưỡi. Nó ăn no với bao nhiêu tiền rồi. Với một cái bản án nhẹ như thế thì những cái đối tượng khác nó không có sợ, nó không có làm gương được quý vị. Cái này xin lỗi quý vị mà ở nước ngoài nha. Ở nước ngoài đặc biệt như ở Mỹ rồi coi. Nếu mà trẻ em, quyền trẻ em như thế. Quý vị thấy không? Trẻ em là số 1, number 1. Đó, cái mầm mống là tương lai của đất nước. Mà quý vị coi, thử coi ở bên Mỹ này, có vụ đụng vô một đứa trẻ coi. Còn ở đó cả trăm đứa mà như thế đó. Bây giờ cứ phạt mà nhẹ nhẹ là không đủ sức răn đe đâu. Phải cho nó đi kịch khung, chung thân tử hình luôn. Vậy thì những cái đối tượng khác nó mới sợ được. Những cái đứa trẻ nó sinh ra đã không có cha mẹ, nó đã mồ côi thì nó đã thiệt thòi rồi. Mà rơi vô những cái đó làm công cụ kiếm tiền cho tụi nó. Không yêu thương thì thôi, mà bây giờ là đem tụi nó ra là coi như là nó bị double luôn cái sự bất hạnh. Đúng không? Nó sinh ra nó đã không có cha mẹ mà nó gửi vô đó đã bất hạnh rồi, mà gặp mấy má này thì giống như là nó rớt xuống địa ngục luôn. Cái sự bất hạnh của nó nhân đôi nhân ba lên, hàng ngày nó phải chịu đánh đập đồ các kiểu, bẻ răng bẻ cổ rồi các kiểu, máu me tùm lum các kiểu, kinh khủng. Tôi coi những cái clip nổi da gà quý vị ha. Rồi mạnh thường quân họ tới là những cái sữa này kia cái nọ là cũng chỉ được chụp hình thôi, không được uống được chứ. Rồi cái này nó có cả một đường dây đó, cho nên tôi hy vọng là cơ quan chức năng người ta phải làm kỹ trong cái vụ này. Không phải là một mình bả đâu đó, nó có cả một hệ thống trong đó. Cái đầu này đầu kia có đường dây mối nhợ hết, có mối mang hết đó. Thậm chí những cái thằng bảo vệ ở đó này cũng lôi đầu ra hết, cho đi tù hết đó. Nó móc nối, nó có đường dây đó, nó đăng lên, nó bán sữa, bán tả, bán đồ. Thậm chí nó mở một cửa hàng kế bên luôn, để tụi nó xây dòng ba cái sản phẩm sữa sườn mà. Đó, ví dụ như họ vô họ họ họ
mạnh thường quân họ cho tiền thì nó đút túi dễ, còn ví dụ như họ cho này kia cái nọ thì nó cũng giới thiệu qua chỗ đó mua, hoặc đem vô xong rồi nó cũng không cho các bé uống, nó đem vòng vòng, nó chạy vòng vòng vậy đó, cứ hộp sữa nó chạy vòng vòng khoảng 10 vòng như vậy đó, chụp hình rồi lùng cửa sau qua cửa trước, lùng cửa sau qua cửa trước đó, bán đi bán lại, bán đi bán lại để nó thu tiền vô. Mấy đứa trẻ không được miếng, chỉ có uống nước cơm thôi, nồi cơm nguội uống nước cơm thôi, không bao giờ có được cái miếng gì cả ha. Rồi nó chờ nó chạy xoay vòng tới khi nào mà ba cái sữa mà hết đát hết hạn rồi bắt đầu mới đưa cho mấy đứa nhỏ này uống. Rồi tiền bạc người ta chăm sóc các kiểu người ta cho vô đó, nó bị bệnh rồi có đời nào được đi bệnh viện đâu, không đi bệnh viện luôn mà, đừng có nói tới chuyện đi học ha. Đi bệnh viện là ốm đau rồi không có, đừng nói tới chuyện đi học đó, quá kinh khủng luôn. Ác tận cùng bao nhiêu vụ rồi, trước đây đã từng có bao nhiêu vụ là bạo hành ở mấy cái cơ sở này, trường mầm non rồi các kiểu, nhưng mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm đó. Lần này thì quá khủng khiếp rồi ha. Tôi hy vọng là đợt này cơ quan chức năng chấn chỉnh làm cho rõ cái vụ ở cái máy ấm hoa hồng này xong rồi nha. Những cái máy ấm khác mà bây giờ trong thời gian vừa qua đang có cái dấu hiệu là tẩu tán đó, đang có dấu hiệu xóa dấu vết đó, ập vô làm luôn. Hôm qua giờ trên TikTok và cộng đồng mạng người ta đưa ra những cái máy ấm những nơi khác vòng vòng đó, nghe là nghe động là bắt đầu là cũng di chuyển hết trơn mấy đứa trẻ đi đấy đó, chứng tỏ là có tật giật mình đó quý vị, cũng có cái gì trong đó đó chứ không phải là không có đâu nha. Quá kinh khủng. Tôi làm cái này, tôi làm cái clip này thôi, tôi chia sẻ tất cả quý vị để quý vị cảnh giác, bà con mình thấy bất cứ chỗ nào mà có nuôi dạy trẻ em hoặc gì đó là mình là người dân hoặc là mình gì đó, mình phải có trách nhiệm, mình phải quan sát chứ không phải là bỏ mặc được, phải quan sát quý vị, quan sát. Chứ bây giờ để tụi này nó lộng hành, nó mượn ra trẻ em ra nó làm, có nhiều cách mà quý vị ha. Cuộc đời này ghê thiệt, kêu gọi từ thiện là một phần này, rồi trục lợi ra trên những nỗi đau của người ta này, rồi bây giờ lấy trẻ em ra để mà làm công cụ kiếm tiền, nó đủ thứ. Bởi cuộc đời này không có cái gì mà nó không làm, chỉ cần có tiền mà không có cái gì nó không làm được. Quá kinh khủng quý vị ha. Đó, cho đi kịch khung luôn, cho đi múc mùa luôn. Đó, đưa đem lên xử mẹ nó cho một đứa cho làm gương. Đó, cho mấy má mà gọi là những cái cơ sở bảo mẫu này ở phía sau là mới nhìn vô đó mới thức tỉnh được nha. Rồi ok, cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến những cái sản phẩm sức khỏe làm đẹp của gia đình Sơn Sàm. Rồi xin mời cô chú anh chị xem qua. Rồi cuối chương trình như thường lệ thì Sơn Sàm xin giới thiệu một số sản phẩm của gia đình Sơn Sàm ở trong cái Zalo này cho tất cả quý vị chúng ta cùng tham khảo. Ở trong cái Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản, tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan. Thì đây là sản phẩm của gia đình Sơn Sàm nha, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha quý vị. Các anh chị ở nước ngoài thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn. Đó, các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp số này gặp Sơn Sàm để đặt hàng. Thì ở trong này nó có cả trăm sản phẩm rất là nhiều, nhưng mà mỗi video thì Sơn Sàm giới thiệu 2-3 sản phẩm thôi để bà con mình dễ dàng tham khảo ha. Đầu tiên thì xin giới thiệu một cái sản phẩm mới nhất luôn, mới nhập về. Đây là cái viên uống hào tươi. Đó, hào nha quý vị, viên uống hào tươi nano 5-1, cải thiện sinh lý một cách cực kỳ ok nha quý vị. Đó, này dành cho các cái đấng mày râu. Đó, các anh nào mà sinh lý yếu nha quý vị. Sinh lý yếu. Đó, một hộp này là 120 viên nha. Dùng một liệu trình 2-3 hộp thì thôi rồi. Đó, sáng dậy là phất cờ ha, giác súng chạy một vòng. Đó, ông uống bà khen. Đó, mấy bà vợ mà chồng sử dụng cái này rồi thì buổi sáng thức dậy vừa quét sân mà vừa hít sáo là biết rồi. Rồi, cực kỳ hiệu quả trong việc cải thiện sinh lý đàn ông nha quý vị. Một hộp này 120 viên em bán 2,1 triệu nha quý vị, 2,1 triệu. Rồi tiếp theo là sản phẩm salon bath. Đây, cái salon bath đây, salon bath của Nhật. Nói về salon bath của Nhật thì thôi rồi ha quý vị, nhức cái răng đó. Nó dán là bắt đầu mới dán vô là nó lạnh, nó mát lạnh, bắt đầu là khoảng vài phút sau là nó nóng cả ngày, và đặc biệt là nó dính cứng ngắc, nó không có rớt như là mấy cái salon bath bình thường của mình quý vị. Salon bath của Nhật nè, một hộp này 140 miếng, dùng dễ gì hết quý vị, dùng dễ gì hết, cực kỳ hiệu quả luôn đó. Đau nhất hay chỗ nào là mình dán vô thì thôi rồi đúng không, rất là đã luôn. 140 miếng nha, em bán 590 ngàn quý vị. Rồi tiếp theo là đây, cái gel trị hôi nách. Gel trị hôi nách nha. Đó, các anh chị nào bị những cái bệnh về nách
đó, bị viêm cánh đó, viêm cánh cũng như là dở cái nách lên giống như là kẹp con móng cá linh trong đó. Thì đây, sử dụng một liệu trình 2-3 hộp như thế này là đánh tan mùi nha quý vị, không còn hôi nách nha. Và đặc biệt cái sản phẩm gel này nó giữ được mùi, nó giữ được mùi tới 48 tiếng đồng hồ luôn quý vị, 48 tiếng đồng hồ nha, không có mùi gì hết nha. Dùng một liệu trình mà gọi là 3-4 hộp như thế này thì nó đỡ 80-90% rồi. Gel trị hôi nách 350.000 một tiếp này thôi, 350.000. Rồi, tiếp theo là gì? Đây, cái gel xoa bóp tĩnh mạch. Các anh chị nào bị suy giảm tĩnh mạch đó, nó tắc nghẽn tĩnh mạch rồi nó bị sưng lên những cái đường gân máu nó phồng phồng luôn quý vị, đau nhức, thì cái gel này mình thoa vào cái chỗ mà bị sưng, bị tắc nghẽn tĩnh mạch đó, mình thoa vào mình massage. Đặc biệt cái này mình thoa ngày 3 lần nha, mình thoa đâu mình phải xoa massage cả nửa tiếng đồng hồ, cực kỳ đã, nó làm nới rộng những cái mạch máu mình ra, máu nó lưu thông cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi Gluchon, cái này là gel suy giảm tĩnh mạch, 750.000 nha. Rồi tiếp theo là dầu nóng xoa bóp Yoko. Đó, các anh chị đi chơi thể thao nè, hoặc là đi rẫy đi ruộng rồi ha. Đó, đau nhất hay là bung gân hay kiểu, hay là nhìn muốn căng cơ các kiểu đó, mình thoa vào là nó nóng đã luôn, dầu nóng xoa bóp nha. Đó, đặc biệt các anh nào đi đá banh nè, đó, đá banh thể thao nè, hoặc là đi rẫy đi ruộng các kiểu, dầu nóng cực kỳ đẹp, cực kỳ tốt. Đó, 290.000 một chai, 290.000. Rồi, tiếp theo em xin bán cái gọi là gì? Đây là giảm cholesterol. Đó, cái viên uống này hỗ trợ mỡ máu và cholesterol. Đó, các anh chị nào mà bị mỡ máu nhiều, mỡ máu cao, mỡ trong máu nè, và cholesterol các kiểu đó nha quý vị, thì đây cái viên này, một hộp này 168 viên, 168 viên cải thiện về cholesterol cũng như là mỡ trong máu cực kỳ hiệu quả. Rồi 1.300.000 nha, 1.300.000, 168 viên. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị có thể vào truy cập nha. Các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn, các anh chị trong nước thì gọi điện trực tiếp số này gặp Sơn Sàm ha. Rồi, à đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em không có bán hầm tùm bậy, em không quảng cáo chai cả, em là người chịu trách nhiệm về cái chất lượng sản phẩm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ điện thoại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 ha. Đó, cả nhà yên tâm nha, yên tâm về chất lượng. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Chúc tất cả quý vị năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Hẹn gặp lại trong video sau. Chào tạm biệt.